Sống ở đời có ba việc làm, càng làm chậm càng thuận lợi, nhận càng nhiều phúc khí. Quý vị thân mến, cuộc sống hiện đại luôn trong vòng quay gấp gáp, ai cũng muốn nhanh chóng làm nhanh, nghĩ nhanh, quyết định nhanh. Cảm giác nếu chậm một giây, một giờ, một phút thì lỡ biết bao cơ hội. Nhưng vì sao người xưa khuyên rằng dục tốc thì bất đạt? Có nhiều chuyện bạn càng nôn nóng thì càng nhận lấy thất bại. Gấp gáp dễ mắc sai lầm, chỉ bằng chậm chậm mà đến, ăn chắc mặc bền, hoa thơm quả ngọt đang chờ đợi phía sau. Mặc dù tốc độ là hiệu suất, nhưng chậm mới là trí tuệ. Từ xưa đến nay, những người tài giỏi thật sự đều không hành sự vội vàng mà tâm tĩnh như nước lặng mùa thu. Đặc biệt có ba việc sau đây, càng chậm rãi bao nhiêu thì đường đời càng thuận lợi và nhiều phúc khí bấy nhiêu. Quý vị hãy cùng suy ngẫm qua video hôm nay nhé. 1. Làm người không gấp gáp, thành danh. Cổ nhân nói chí phải, người có tài không sợ vô danh. Một người ưu tú không quan tâm đến danh vọng, cũng không thích tranh giành hư danh với đời. Chỉ những người không có năng lực mới cần đến hư danh để chứng minh bản thân. Đời Minh có một viên quan lo chuyện việc xử án ở địa phương. Tác phong làm việc của ông này vô cùng đặc biệt. Mỗi lần có người đến đây tố tụng, sau khi tìm hiểu nội tình vụ án, nếu như cảm thấy không khẩn cấp, ông liền bảo những người đến thưa kiện rằng ngày mai hãy đến. Dần dần ai trong vùng cũng đều chế nhạo ông, cho rằng ông lười biếng, không chú tâm vào công việc. Nhưng trên thực tế, họ không biết rằng những người đến kiện chỉ vì tức giận nhất thời. Sau một đêm, họ sẽ suy nghĩ lại và rất có thể sẽ rút lại hành động của mình. Đến ngày mai mới xử. Thật ra là cho những người đến kiện một khoảng thời gian để suy nghĩ lại và cũng cho chính viên quan thời gian để bình tâm suy nghĩ vụ việc cho thấu đáo, tránh những trường hợp oan sai. Nếu thật sự thận trọng, không vội vàng, sẽ tránh được những sai lầm không đáng có. Muốn đưa ra quyết định một cách đúng đắn, đầu tiên phải tĩnh tâm, sau đó bình tĩnh suy xét, từ đó mới có thể quyết định một cách khôn ngoan. Có việc xảy ra hãy cứ từ từ là một phương pháp tốt để giải quyết vấn đề, giảm thiểu sai lầm và mầm tai họa, tránh được rất nhiều những sơ sót do nhất thời hồ đồ mà gây ra. Gấp gáp có được danh vọng, sớm muộn cũng bị mất phương hướng, thất bại trực chờ phía trước. Chỉ có chậm mà chắc, dùng thực lực đến tạo dựng danh tiếng, như thế mới được mọi người công nhận, tiếng tăm bền lâu. Trên thực tế, những người tài giỏi im hơi lặng tiếng chỉ cần dùng hành động cũng đủ khiến người khác trầm trồ ngưỡng mộ. Danh vọng thật sự chưa bao giờ có được nhờ sự khoe khoang hay vồ vập cưỡng cầu, mà chính là mỗi bước đi của quá trình nỗ lực tích lũy mỗi ngày. Đôi khi, không vội lớn khôn mới là cách trưởng thành tốt nhất. Gấp gáp muốn thành danh trong khi năng lực chưa đủ, đương nhiên kết quả sẽ không được như ý. Do vậy hãy chậm mà chắc, mỗi bước đi đều vững vàng và đầy thực lực. Vạch đích tuy xa nhưng rồi cũng sẽ chạm đến. 2. Hành sự không gấp gáp cầu lợi. Thời Xuân Thu từng có một vị quan viên tên là Tử Hạ. Anh ta rất mơ hồ về công việc cũng như tương lai của mình, bèn đến gặp thầy mình là Khổng Tử, hy vọng được Khổng Tử giúp đỡ. Gặp được Khổng Tử, Tử Hạ liền hỏi thầy: "Thưa thầy, làm sao để có thể trị vì tốt một địa phương ạ?" Khổng Tử nghe xong đã nói với anh ta: "Nếu con đã chọn con đường làm quan thì con phải biết kiên nhẫn, phải biết nhìn xa trông rộng, vững bước cầu tiến, không được chỉ vì cái lợi trước mắt. Nếu không, cuối cùng chỉ có thể rụt tóc mà bất đạt, thậm chí nỗ lực con bỏ ra trước đó sẽ đều đổ sông đổ biển." Tử Hạ sau khi nghe xong lời dạy bảo thì đã liền bừng tỉnh. Ông quay về làm việc cần cù chăm chỉ, không còn nóng lòng muốn đạt được thành quả. Một thời gian sau quả thật là đã làm nên đại sự. Khổng Tử đã từng rằng: "Không ham nhanh, không ham lợi nhỏ, làm nhanh dễ hư chuyện, ham lợi nhỏ thì không làm nên được chuyện lớn." Bởi con người một khi vì cái lợi trước mắt sẽ dễ đến mù quáng hoặc quên hết kế hoạch ổn định lâu dài. Câu nói của Khổng Tử chính là muốn khuyên chúng ta khi làm việc gì đó thì phải làm từng bước, theo tuần tự mà làm, quá nôn nóng, ham mau, ham lợi ích nhỏ trước mắt thì ngược lại sẽ không thể đạt được mục đích. Con người sống trên đời không ngừng tranh đấu ngược xuôi
để theo đuổi danh và lợi, muốn dựa vào nỗ lực của mình để tích lũy tài phú. Điều này hoàn toàn là không sai. Nhưng tâm trí nôn nóng cầu lợi thì sẽ bị danh lợi trói buộc, từ đó không thể có được kết quả tốt. Ai cũng yêu thích tài lộc, nhưng phải dựa vào sức mình để kiếm tiền. Đây mới là con đường gây dựng tiền tài chân chính. Người Trung Quốc có câu, vội vàng thì không thể ăn được đậu hũ nóng. Hãy thử một lần xuống bếp nấu ăn trong vội vàng, liệu thành phẩm ra lò có ngon miệng hay không? Ngon hay không ở đây chỉ dựa vào mùi vị, mà còn là tâm thái con người lúc thưởng thức món ăn. Tâm tính xấu xí thì món ăn cũng chẳng ngon lành là bao. Con người hành sự không thể đòi hỏi kết quả một cách nhanh chóng. Nếu bạn nôn nóng có thành công và danh lợi thì không cần nói cũng biết sẽ thất bại trong ê chề. Nên nhớ rằng thả dây ngắn thì chỉ có thể câu được cá nhỏ, phóng dây dài mới có thể câu được cá lớn. Bạn chỉ đau đáu với cái lợi trước mắt thì chắc chắn sẽ bị mù quáng, không thấy núi Thái Sơn hùng vĩ. Chỉ biết đến lợi lộc hiện tại thì không thể có được cả núi vàng ở phía sau. Thay vì đòi hỏi chút công danh lợi lộc, hãy hoàn thiện bản thân, gieo hạt đầu xuân, đến ngày thu mới hái quả. Vậy nên bất cứ làm gì cũng không được gấp gáp đòi ngay kết quả, nếu không vạch đích sẽ xa vời tầm với. 3. Đời người không gấp gáp thành công. Trong cuốn Hàn Phi Tử, Ngoại chữ thuyết tả thượng, có ghi chép lại một câu chuyện của vua nước Tề, là Tề Cảnh Công như sau. Thời Xuân Thu, Tề Cảnh Công là một vị quân chủ nổi danh tài đức. Tề Cảnh Công rất trọng dụng hiền tướng Yến Anh. Một hôm Tề Cảnh Công đi ngao du bên ngoài, đột nhiên có quân lính đến báo tướng quốc Yến Anh bị bệnh nguy cấp. Tề Cảnh Công giật mình hoảng sợ, vội vã trở về xem bệnh tình của Yến Anh ra sao. Vì muốn mau chóng trở về, Tề Cảnh Công ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị một xe ngựa và người điều khiển xe ngựa tốt nhất để lên đường. Trên đường trở về, Tề Cảnh Công nóng vội như lửa, xe ngựa mới đi mấy bước trăm bước, ông đã bắt đầu than rằng người điều khiển xe ngựa đi quá chậm. Vì vậy, ông đã tự cầm dây cương và chính mình điều khiển xe ngựa. Nhưng đi được mấy trăm bước, Tề Cảnh Công lại bắt đầu nổi trận lôi đình, chê rằng con ngựa ấy đi quá chậm. Cuối cùng, ông nhảy xuống xe và chạy bộ. Bởi vì Tề Cảnh Công không ngồi xe ngựa mà chạy bộ về, nên kết quả là đã về muộn hơn xe với xe ngựa một ngày. Những câu chuyện này đều để nói với chúng ta bài học, làm việc không thể nóng vội và tham nhanh. Một người tâm có thể trầm tĩnh thì mới nhìn được rõ vấn đề. Một khi thấu tỏ được vấn đề, họ sẽ từ trong rối ren mà gỡ được ra, và khi ấy sự tình phức tạp liền biến thành đơn giản. Trái lại, vội vàng khiến tâm người rối loạn, làm sự tình phức tạp hơn và không đạt được mục tiêu. Trong lịch sử, có rất nhiều kẻ nóng lòng tìm kiếm thành công, nhưng cũng có người mưu tính xấu xa, lấy chậm mà chắc để thắng người. Gia Cát Lượng ẩn cư ở Long Trung không phải vì không muốn làm đại sự, ngược lại vì tham vọng lớn nên phải ẩn mình để chờ thời, để tìm được người xứng đáng cho mình phò tá làm nên đại nghiệp. Khi Lưu Bị mời đến, Gia Cát Lượng ba lần đều tránh mặt để xem Lưu Bị kiên nhẫn và kính trọng người tài được đến đâu. Chậm là một loại trí tuệ, lấy tĩnh chế động mới là trí giả. Quý vị thân mến, cuộc sống hiện đại luôn khiến con người ta cảm thấy phải sống gấp, làm nhanh và quyết định nhanh. Thật ra thì đó đều là ảo giác. Muốn thành công phải tích lũy bền vững, muốn nhìn xa phải giữ tâm tĩnh lặng, mới biết được chính xác điều mình cần, điều mình nên làm và muốn làm. Vậy nên Phật gia giảng nhẫn, người có thể nhẫn sẽ làm nên đại sự. Vạn vật trên thế gian này đều có quy luật. Một người muốn trưởng thành đều phải vượt qua quá trình gian khổ và lâu dài. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Trau dồi năng lực, tu dưỡng tâm tính mới có thể chạm đến đỉnh cao và thành công. Đừng bao giờ mơ tưởng đến việc bỏ ra sức nhỏ nhưng lại đạt được thành tựu to lớn. Đời người như một cái cây. Gỗ sinh trưởng 3 năm đương nhiên không thể tốt bằng gỗ mọc 30 năm. Người đại trí phải thấm nhuần sự chậm rãi và từ tốn, chứ không phải là vội vàng. Người tài hoa chẳng bao giờ sợ xuất phát chậm trễ. Không gấp gáp không có nghĩa là dừng dưng vô tình, mà chính là nội tâm vững vàng. Không gấp gáp không có nghĩa là không căng thẳng,
mà là sở hữu sự ung dung kiên định. Tăng Quốc Phiên, một danh thần triều đại thời Mãn Thanh, đã đúc kết một câu: việc sao vội mà bại, nghĩ nhờ chậm mà đắc. Bất kỳ sự thành công nào cũng chưa bao giờ thiếu đi một chữ nhẫn. Làm gì cũng không nên vội vã và đi đường tắt. Vội vàng sẽ thường dẫn đến chữ thất bại do hoang mang, rối loạn.